Anh mở cái nè. Em mở chưa? Thôi, thần tay thúi đang có độc vô. Thần này, cái thằng đang móc thiệt mà. Cái này. À, đón xem con gì đây. Đang trong tay thôi. Cà mình này. Ủa, vì đang lại để xách đồ ngồi đây. Sợ gì vậy? Sợ hư rồi. À, con đỏ cà sa đỏ. Cà sa đỏ. Con xe đỏ. Anh nhận được con xanh à? Không, xanh là SG đúng không? Em thấy mẹ hối hận rồi, con đi về ghê. Hồi nãy không ôm hộp để đi về. Sao Yami rồi? Yami đang về rồi. Nó đi bờ ghế mấy, có là Yami, giờ mới có cặp bé kinh doanh rồi. Cái phòng này sao Yami mấy cạnh thì là cũng mấy rồi. Đúng không? Nó đi bờ ghế. Wow. Châu cho 4 cái cánh gà. Nhiều bao nhiêu anh? 4 triệu. Cái này của xe rồi. Cô xăng kia của Tilly đậm đặc. Tilly đậm đặc hơn. Anh chạy đi tàn chặt của Mercedes xanh cũng đã hơn. Full nail còn để ở trong linh này luôn rồi. Bây giờ mở siêu anh cho Xiaomi được. Mà bây giờ cặp nghe á, không là hắn đã triệu mấy rồi. Đi bỏ tay rồi đấy. Bán đi chơi đầu tư. Cái khẩu vách đi mà đi cũng đi